chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay ba anh em lúa được sự hỗ trợ của một người anh hỗ trợ cho mấy em học sinh chịu khó học. Nói chung là mấy em học sinh hoàn cảnh khó khăn mà học giỏi đó cả nhà. 53 phần, mỗi phần là 300.000 hỗ trợ tiền học phí cho mấy em học sinh đó cả nhà. Thì lúc cũng nói rõ luôn, thì hộ nghèo á thì giảm học phí, giảm 100%, còn hộ cận nghèo thì giảm 50. Và anh em lúa thay mặt ông anh phát cho mấy em học sinh là mỗi phần quà là 300.000, đó là cho mấy em tiếp sức cho mấy em bước sang năm học mới. Bây giờ mình tiến thẳng vô trường nha. Trường đang làm lễ khai giảng, bữa nay là năm tay tháng 9 đó cả nhà. Hồi trước á lúa cũng học ở trường này nè, lúa trước là học ở trường đó đó, nhớ tới giờ luôn. Đây là cái gì? Đây là lễ khai giảng năm nay tháng 9 đó cả nhà. Bạn là xong với lời được lên bàn đại diện ngồi luôn nha. Khi mà cô xuống tên đó, các em nhanh chân tiến lên phía trước nha.
Thứ nhất, em Nguyễn Thị Bảo Châu, lớp 6A1. Lên nghe lên coi. Thứ hai, Nguyễn Thị Xuân Mai, lớp 6A1. Thứ ba, Phạm Thanh Thức, lớp 6A1. Thứ tư, Nguyễn Thức Thắng, lớp 6A2. Năm, Nguyễn Hữu Tình, lớp 6A2. Sáu, Bùi Chí Hùng, lớp 6A2. Bảy, Đinh Hồng Vinh, lớp 6A4. Tám, Lê Trọng Phúc, lớp 6A5. Chín, Hồ Huỳnh Lê, lớp 6A6. 10. Lê Diễn Hà, lớp 6A6. 11. Trương Thị Ngọc, Trương Thị Hồng Yến, lớp 6A6. 12. Nguyễn Thị Ý Vi, lớp 6A7. 13. Tạ Phú Đạt, lớp 6A8. 14. Lê Thanh Thảo, lớp 7A1. 15. Trịnh Thị Hồng Thắm, lớp 7A3. 16. Lê Văn Toàn, lớp 7A3. 17. Nguyễn Thị Gia Linh, lớp 7A3. 18. Nguyễn Ngọc Nhi, lớp 7A3. Đợt 1 là 18 em và cũng xin trân trọng và kính mời nhóm hai đối miền Tây đại diện anh Đốc Thái và ông Trần Đức Lễ công tác tại phòng BA06 của ban tỉnh và ông Phan Vũ Anh Tuấn tổng giám đốc tỉnh đoàn An Giang sẽ lên gửi phần quà cho các em và chụp một cái tấm hình lưu niệm ạ. Chưa có quà luôn nè. Hãy
xong. Cho mấy bạn bên kia đứng ra, anh nói qua mấy bạn bên kia đứng. Anh tên gì? Tên Bình. Lê Tân Bình phải không? Rồi xong. Còn hai bé nữa hả? Mời anh Phan Vũ, anh Tuấn tên luôn ạ. Dạ, bà đất. 24, 25, 23.